Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong chuyên mục review đồng hồ. Có thể nói rằng phụ nữ luôn là cảm hứng bất tận dành cho những người làm nghệ thuật và ngành công nghiệp đồng hồ cũng là một ngành nghệ thuật mà yêu cầu sự tỉ mỉ và độ chính xác cực cao. Chính vì vậy mà các thương hiệu đồng hồ trên thế giới đều dành tâm huyết vào việc chinh phục sở thích của phụ nữ. Điểm qua thì có thể thấy là Rolex với những chiếc master vô cùng đẹp, hay Patek Philippe với bộ sưu tập 24, hay là Hublot với bộ sang đều danh tặng đến phái đẹp. Ngoài ra, những thương hiệu chuyên về kim cương và đá quý như là Chopard hay là Cartier cũng không phải ngoại lệ. Mới đây, một thương hiệu cũng có tuổi đời khá cao và kín tiếng trong làng chế tác đồng hồ đã được Gia Bảo Luxury tìm hiểu, đó chính là delannoy. Thương hiệu này chuyên chế tác đồng hồ kim hoàn dành cho nữ giới được thành lập vào những năm 1949 với tiêu chí hoạt động chính là sự sáng tạo và ý tưởng chế tác không hề theo một khuôn phép cơ bản nào. Nếu có thời gian ghé qua website của Delanew, chúng ta có thể thấy là rất nhiều mẫu đồng hồ đặc biệt và thực sự là không thể hạ thấp được sự sáng tạo của thương hiệu này. Để chứng minh cho những điều tôi vừa nói thì chúng ta hãy cùng trải nghiệm mẫu đồng hồ Delanew G674 với bộ vỏ và dây bằng vàng 18K nguyên khối. Kim cương được khảm một cách vô cùng khéo léo và thể hiện được đúng chất sáng tạo đến từ thương hiệu này. Chiếc đồng hồ đang có sẵn tại Gia Bảo Luxury. Mặt số chính của chiếc đồng hồ mang kích thước là 33mm. Nó còn được trang bị thêm hai chiếc đồng hồ nhỏ cân đối nằm ở hai bên. Hai chiếc đồng hồ nhỏ này chạy bằng máy quát, mặt khảm trai trắng và giữ nhiệm vụ hiển thị hai múi giờ khác nhau để người sở hữu có thể theo dõi được ba múi giờ ở mặt số. Việc theo dõi những múi giờ khác nhau giúp cho việc quản lý giờ giấc được dễ dàng hơn khi đi du lịch, đi công tác hoặc theo dõi người nhà ở một nơi khác có múi giờ khác. Mặt số chính của chiếc đồng hồ cũng được khảm trai trắng. Tuy nhiên, người thiết kế đã rất sáng tạo khi mà tạo nên 12 cọc số chỉ giờ không giống với bình thường. Những cọc số này dài, đồng tâm, hướng về vòng tròn trung tâm và cả hai chi tiết này đều được khảm kim cương. Việc phân vùng khu giờ trên mặt số sẽ khiến cho từng ô khi ánh sáng chiếu vào sẽ lên ánh màu khác nhau. Điều này cũng khá là thú vị và đặc biệt. Khi cầm chiếc đồng hồ trên tay, thực sự là tôi không thể chê được phần kim cương được khảm trên cả phần khung và dây của chiếc đồng hồ này. Từng mối nối nhỏ của mắt dây với họa tiết hoa đối xứng đều được khảm 10 viên kim cương. Phần khung thì bao chọn mặt số cũng được khảm hai hàng. Có thể thấy rằng, tình viên kim cương đều lựa chọn vô cùng tỉ mỉ, cùng độ sáng, cùng kích thước. Có thể là mọi người nghĩ rằng đây là một điều bình thường đối với một chiếc đồng hồ, nhưng mà thực sự không phải như vậy. Một chiếc đồng hồ khảm kim cương hay là đá quý thì có thể đơn giản, nhưng một model có rất nhiều chiếc đồng hồ được sản xuất ra và tất cả những mẫu đồng hồ đều phải khảm kim cương ở đúng vị trí, cùng chất lượng thì đây mới là điều mà không phải là thương hiệu nào cũng làm được. Khi lật mặt trong của chiếc đồng hồ này, các mối nối nhỏ đã được đánh bóng cẩn thận giúp cho việc đeo lên tay sẽ không khiến cho cổ tay của chúng ta cảm thấy khó chịu. Phần đáy của mặt số chính và hai mặt số phụ đã được khắc thủ công vô cùng tỉ mỉ. Khi mà nhìn qua thì tôi cứ nghĩ rằng là chiếc đồng hồ này không lộ máy mà là cả một tấm lớn được khắc vân hoa, nhưng mà không phải. Cả bộ máy automatic điều khiển giờ của mặt số chính với các roto, các tấm cầu, inca block đều được làm bằng vàng và khắc với các họa tiết hoa rất cổ kính. Tổng thể mặt đáy của chiếc đồng hồ tạo cho chúng ta cảm giác đang chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc chứ không còn là một chiếc đồng hồ bình thường nữa. Roto cũng được chế tác với họa tiết hoa, các hình trái tim cách điệu các tấm cầu thì đều được gắn cố định bằng những chiếc vít thép phần đáy của hai mặt số phụ cũng được điêu khắc và có núm chỉnh giờ dành cho từng mặt số phụ trên đó có thể hiện tên thương hiệu thành phần của vàng và cả mã hiệu cùng với số series của chiếc đồng hồ này với thiết kế cả một tấm lớn như thế này thì có chút bất tiện mỗi khi mà chúng ta cần thay pin ở hai mặt số phụ, đó là người thợ sẽ phải tháo cả cụm tấm đáy ra để thay pin. Nhưng tôi nghĩ đấy không phải là điều mà khách hàng lo lắng bởi vì tất cả đã có chế độ bảo hành của gia bảo Luxury và quy trình lắp ráp, tháo lắp sẽ được đội ngũ kỹ thuật viên với tay nghề và kinh nghiệm lâu năm xử lý. Hãy tưởng tượng vào một buổi tiệc hay dạ hội với chiếc đầm sang trọng và đeo lên tay chiếc Delanio này cùng với những món phụ kiện xa xỉ khác sẽ khiến cho chị em chúng ta luôn nổi bật giữa đám đông. Hãy để lại ý kiến của bạn về chiếc đồng hồ này ở phần bình luận bên dưới và đừng quên đón xem những video tiếp theo của Gia Bảo Luxury để cùng chúng tôi cập nhật những mẫu đồng hồ hot nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.